bằng nhiều trường kỳ. Bây giờ ta phải du kích. Bây giờ đồng đánh du kích đây. Này phải làm tí phóng sự. Em làm đi. Cho nó say. Đang say là dễ nói đấy. Chuyện. Đấy không ạ? Đó là cái thế đấy. Bậc phụ huynh này cũng chưa mang cây gì cho mày. Tí nữa mày sang Bắc Thành soi tí. Bậc phụ huynh mà mày không nghĩ được đánh vào đấy. Tâm. Vừa anh Quỳnh anh Lan này. Xem là có cái gì hay nào lâu chưa vào. Lâu lâu có ngồi lên đại. Có thì cả vẫn ngồi lên đâu. Mấy cái chum mới phải tát đi nó cạn. Gần hết rồi. Ô, có cái anh gì? Sang là ngon nhanh. Gì giấu đây đây. Đấy. Tương lai đấy. Điền đây. Điền đây. Anh Lam có báo giá được một số cây không? Không. Không à? Thôi được, để ông nào hỏi em cho số anh Quỳnh gọi. Chủ đang đi vắng. Đấy. Biết giá thì tạm hỏi sau đi. Sau đi. Bắc Thành này nhiều cây đẹp lắm. Găng tu hú, găng. Vườn anh Quỳnh ở Vạn Phúc, Hà Đông, ở chỗ mà anh Tân anh ấy chơi ngày trước ấy. Thì bây giờ anh Quỳnh anh thử hưởng lại cái chỗ đất đấy. Thuê lại. Đấy. Vườn cảnh Minh Đức đấy. Gọi anh Quỳnh nhưng mà tên nó là vườn cảnh Minh Đức. Chỗ anh em mà biết vườn Tân ngày xưa ấy, thì vừa đằng sau chợ thì ra rồi thì biết là thằng đấy. Đấy, con này hay đấy. Ghép à? Áp à? Con này xa lắm rồi. Áp à? Đợt Tết để tụt dưới. Chỗ này nó lên cái ngọn này cần gì vậy ấy? Ê, cái ngọn này lấy được mà không cần cái này đâu. Tín đồ mini chơi được. Tương lai Nguyễn đấy. Ngày xưa tôi để ý cái này nhỉ. Cái cút này cắt mới đích ra được cây nhỉ. Để ra chỗ này tôi được nuôi cái này hay. Cái này hay đấy. Trên nhiều mini lắm. Trên nào? Trên đầu em. À vâng. Tí nữa quay cho nó sôi động cái thị trường cái. Em muốn anh Quỳnh anh lưu thông mạnh mà. Anh lưu thông mạnh. Đấy, trên cao thì không nhìn thấy bệ, ông nào nhìn thấy thì nhìn nhá. Nguyệt quế. Xì. Vườn quê này cũng già đấy. Xếp mạnh Quỳnh đi bắt cây sao mà ra chả bao giờ gặp. Đây đang gái thôi. À đây. Xin chào nghệ nhân. Vườn cảnh Minh Đức. Tí nữa anh đọc luôn cái số cho em ấy nha. Ồ. Ông anh có cây nở bệ đây à? Có đúng nhỉ? Tí nữa mày hỏi. Gì đây? Không, cây nở bệ. Bệ bãi ghê quá nhỉ. Đấy. Nhiều lắm. Anh Quỳnh ơi. Xem có vào giá một số tác phẩm cho anh em biết được không? Làm đâu. Này cũng hay. Gì đấy? Phân à? Phân phủ lên tận trên thế kia. Đấy. Phê. Này được, con này được. Nuôi. Chất tiên phải nuôi. Nuôi. Xì tai chuột. Ký đá. Anh Quỳnh ơi, cái cây này là giao lưu anh em là bao nhiêu đấy? Cái cây giao lưu anh em
7,5 triệu. Có phải xanh nở vệ đúng không? Cái xanh quê thôi. Nở vệ, xanh dòng nở vệ đúng không? Giống lắm này. Không phải nở vệ. Không biết là cái gì nhưng mà là giống dòng nở vệ. Giống dòng nở vệ. Mặt phải nó nằm ở bên trong cơ. Vâng. Mặt phải nó là mặt trong hay mình. Đấy, quen. Em vừa soi rồi. À, anh đọc luôn cái số của anh đi. Anh em mà thích gọi cho anh luôn. Số em của tí, mình. Tí em đỡ phải viết. Số mình 0904. 0904. 48. 48. 1212. 1212. Quỳnh nhá, vườn cảnh Minh Đức. Chợ Vạn Phúc. Đấy thì cây đấy thì bao nhiêu? Toàn bày cây ngược nha. Đấy cây đấy thì bao nhiêu? Hàng chăn nuôi nhưng mà rất tương lai. Đấy, ví dụ như cây này thì bao nhiêu? Đấy, đồ tín đồ mini. Là ví dụ cây này là bao nhiêu anh? Thì chắc là để khách đến đó, nói chuyện đúng không? Nhưng mà loanh quanh tầm dưới 10 đúng không? Đấy, dưới 10. Đấy anh em cứ alo cái số đấy. Nếu thích cây nào thì gửi ảnh Zalo. Đấy. Xì tai chuột. Không biết ở dưới như nào nhưng mà cốt già. Đó là cây nghệ thuật. Nói chung anh em đến thì còn có thương lượng mà, đi tập. À, có một con gì đây? À phôi. Chắc là tầng hạ đây, tầng hạ. Phôi thì người khó quay rồi. Con này hay. Con này không biết chân trước nó như nào. Thân cốt thì khá là sạch. Tất nhiên là cần thời gian. Nhưng mà điền thì chúng ta chờ được các bạn. Quê thì tuy cây thì hơi ngại. Một cây ô đổ ốp chậu khá là hay, xanh năm điền. Hai cái thứ hai. Cái này không biết mặt sau thế nào. Đấy, anh vừa nó bón cái phân gì đấy không biết. Cây này chắc là một cây bóng làng. Hoa giấy lộc phương xuân sắc. Sung cây si của bác Thành bên này rất là hay nhưng mà đòi đến khoảng 40 triệu cả. Căng quá. Đấy, trong không gian rất là nhiều lựa chọn này các bác cứ đến nhé. Kể cả hoa ấy. Đây kia khu cục đấy. Đấy. Cứ đi qua bỏ qua không nhìn rõ. Úi giời, cái mai này ghê đấy. Mai nu. Mai nu. Hôm nay trình bày với các bác một chuyện là như này. Thì không biết anh Hải có xem cái video này không nhưng mà hôm nay rất là ái ngại, rất là khó nghĩ. Anh Hải như anh và tôi và mấy anh em đi có một chút hơi men trong người nhưng mà thì lúc đi về nhà tôi ấy, thì anh bị mấy ông công nhân nó phi xe nó quệt vào thì người xước sát rất là nhiều, nhìn rất là đau, rất là thương mà mình rất là ái ngại vì anh em rất tình cảm mà về nhà mình chơi mà nó bị thế mình không cam lòng. Và với cái tâm lý của anh ấy là một cán bộ thì không cam lòng với cái kiểu xước sát người như thế. Nó rất là cái chuyện tiền nong thì không nói, về đi bác sĩ thì không nói, nó không đáng bao nhiêu nhưng mà
kể cả xe hỏng nhưng mà cái tâm lý nó không cam tâm, nó sạch sẽ. Còn người đi làm rồi về vợ con người ta lo lắng, nó rất là ngại. Tôi rất là thương anh Hải mà tôi không biết làm gì để xoa dịu đi, tôi không biết làm như nào. Anh Hải rất là đau đấy, thì thôi thì thời gian sẽ xóa chữa lành mọi vết thương, thời gian sẽ xóa lành chữa lành mọi vết thương, và quan trọng là cái tình cảm cả anh em là mãi mãi. Cố gắng lên anh Hải nhá, nó sẽ đau khoảng độ 1 tháng đấy. Ra à, vâng đấy, quả đấy, quả đây này đấy, con này hôm em sang em ngó rồi đấy, cây nghệ thuật đấy. Cây này bao tiền anh Quỳnh, báo cây này đi cho nó sôi động. 18 rồi. Rồi anh em đến tận vườn giao lưu tại nhà thì nó sẽ có cái gì đấy nó dễ dàng hơn. Cái dăm người này mập sướng, cái dòng quê nhưng mà là làm dăm rất là dễ. Dòng xanh có quả này, lá nó mượt. Đó, mượt. Mượt quế này. Đấy, còn biết thêm những cây khác thì cứ là alo anh Quỳnh nhé. Vườn cảnh Minh Đức, số điện thoại vừa báo giá ở đầu đây, vừa báo số ở đầu ngầu đấy. Phường đuổi ngay về đêm, ngay sáng đuổi chiều đuổi. Rồi ok, đẹp quá, rất nhiều lựa chọn.